Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Thì em tên là Lê Bảo Tính, em đang là kỹ sư tin học và em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Thiều Trọng Tuyết Ngân. Năm nay em 24 tuổi, em đến từ thành phố Hồ Chí Minh và em đang là giáo viên mầm non ạ. Wow! Hồng đâu quận mấy vậy? Dạ, quận Bình Tân ạ. Tại vì con tôi cũng đang học trường mầm non. Xin hỏi các bạn là các cơ duyên nào các bạn quyết định tham gia chương trình Vợ Chồng Son này? Em là fan của chương trình nên là trước khi cưới là em đã muốn xem rồi, nên là vừa cưới xong là em lo đi đăng ký liền. Ồ dạ, bao lâu rồi cưng? Dạ, tụi em cưới được 7 tháng rồi ạ. Bây giờ xin một tràng pháo tay cho cặp vợ chồng quá son này. Anh hỏi nè, hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Nói chung là hai vợ chồng em gặp nhau trong một cái trường hợp rất là tự nhiên. Bữa tới em rảnh rỗi, các em lên một cái group, em đăng giờ ai kết bạn với mình đi thì mình sẽ làm cho một cái lon in tên như rồi. Quá mới đăng lên em tưởng ít người, một hai người thôi, trời ai về lá hồi vô cả ngàn. Trời ơi, em ngồi in nguyên một đêm mà tại lỡ hứa rồi không in nó chửi chết. Rồi xong rồi sao cái đợt đó đâu còn ai đâu, tại phong trào mà. Cái em tức quá thả thính tiếp, cái đăng bây giờ buồn quá có yêu không ta, thì không biết từ đâu trên trời bà này bà vô bà nó bay vô bà là bà nói quất luôn đi anh. Trời ơi quá dữ. Rồi em vô rồi ok em luôn, xong cái cổ mới hẹn em đi coi phim. Mà chị Hồng Vân biết đó, hồi sinh viên mà ăn còn không có tiền sáng này nọ thì làm sao mà đi coi phim này nọ. Nghe những người rủ coi phim mừng lắm. Bữa đó em cũng mặc đồ lịch sự đẹp đẽ đồ đi coi phim, cái hẹn nhau ở ngay chỗ ngoài cây xăng, cái là vợ em tới trước, là đứng ở đó trước rồi mà em tới em thấy là em nghi nghi rồi, chắc là cái bà này rồi, mặc đồ như ninja rồi mặc kính ăn rồi mà buổi tối mà lúc đó là đã 6-7 giờ đêm rồi mà vẫn còn mặc cái váy mà chống nắng đó. Trời ơi, rồi đeo bịt khẩu trang mà ngồi trên chiếc xe Mio chút xíu à mà không thấy được chiếc xe. Tại vợ em nè thấy hết, không thấy cái ghế luôn, cô Vân là hiểu rồi. Bị mềm mình quá hả. Rồi xong rồi cái em mới sợ rồi, bắt đầu cũng ráng gọi điện hỏi thử có phải không. Cái thấy bắt máy lên rồi chết rồi, kéo mặt xuống cái em trời ơi sao không giống trong hình má ơi, xấu quá. Chết rồi, không được ngón bụng rồi. Cái lá hồi các bài cũng phải lịch sự mà không lấy giờ mình bỏ chạy liền thì kỳ quá. Cái em mới chạy lại em giả bộ nói chuyện, vậy chuyện mình đi hả em. Rồi cái là em thò tay em túi giả bộ mấy điện thoại bấm rồi định chuồn thôi. Em tắt nguồn rồi em cố tình em chạy thiệt nhanh, em chạy đang giống như là dòng đời tấp nập rồi mình vô tình là mất nhau đó. Biến mất đó. Rồi cái gì về mà nhắn tin thì em nói điện thoại nó hết pin rồi không thấy em đâu, em đi về luôn rồi. Trời ơi, nhưng mà cái số làm sao lúc đó em đi chiếc xe vợ cùi quá chạy không được, chạy mà cái bô cái tạch 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 chém nghe lớn quá, bả chạy theo được. Quay lại dẫn sau lưng, chạy tiếp, quay lại dẫn sau lưng, chạy tiếp, tới rạp phim luôn. Rồi, vô rạp phim thì em thì thích coi phim kinh dị, nhưng bà này bà không có thích. Cứ vô là bà, anh ơi, sợ. Lâu lâu chạy qua, đụng em cái. Em coi phim ma không sợ mà bà đụng cái em hết hồn. Thật ra là... Lúc đó bạn có cảm nhận được là bạn này né mình không? Dạ không, em nghĩ chắc anh này anh thấy đường đông quá, anh chạy cho lẹ thì sợ trễ giờ. Rồi, muốn chuồn cái cô này rồi. Mà tại sao hai đứa lại yêu nhau? Tại vì em từ từ cái thì cũng nói chuyện thấy cô này cũng tốt. Rồi làm giáo viên này nọ cũng được. Rồi xong rồi cái đi về, cái em đi học nhắn tin em có rảnh không mình đi ăn trưa luôn. Trời đang đói gần chết thì những người dẫn đi ăn. Rồi lúc mà ra ăn thì sao? Lúc đó em cũng chưa có cảm tình gì hết, chỉ nghĩ là bạn bè thôi, tại vì lúc đó mình cũng mới chia tay người yêu cũ. Buồn quá nên có bạn đi chơi thì mình vui vậy thôi. Bữa đó ai báo? Dạ em. Em báo. Dạ tại em thấy bạn này thật ra cũng không có điều kiện mà bạn cũng nhiệt tình á, nên là mình nghĩ thôi bạn bè đi chơi nhau mình cũng không có tính toán. Từ lúc đó cho đến lúc sau này, cái giai đoạn yêu nhau đó, dạ, em có thường xuyên phải trả tiền và bao ảnh không? Có, tại vì lúc đó là em đi làm rồi. Còn ảnh chỉ là một sinh viên thôi. Mà nhà dưới quê nữa. Dạ không anh, mình giống như là mình ăn cái nào thì mình rào cái đó vậy. Trời ơi, có thiết âm luôn từ trước rồi. Giờ em mới biết luôn á chị Vân. Em là người bị hại. Rồi anh hỏi nè, vậy thì có khi nào em đến nhà em đưa anh ấy đi ăn luôn không? Dạ có luôn. Trời ơi có luôn. Rồi lúc đó em nghĩ gì về cô ấy? Em nghĩ thương lắm, tại lúc đó là nhà em là ở bên chỗ cầu Nguyễn Cừ, còn nhà cổ là tuốt ở bên Bình Tân. Mà chiều nào đi dạy về xong là em đi học về, là em tắm rồi xong là phải có mặt ở trước cửa nhà em đang chờ. Trời ơi thương quá. Rồi em có nghĩ vợ em là đại gia? Trời ơi nghĩ chứ, nhiều khi nói trời chắc bà này bà đại gia nè. Trời ơi. Thì đi rước em nha, mỗi ngày là đi một chiếc xe luôn nha cô Vân.
ai về là nhà anh chị em đông cho nên người có một chiếc á. Chiếc mình hết xăng là qua đó mượn chiếc người khác. Ủa nhưng mà điều gì mà khiến em nghĩ cô ấy là đại gia nữa ngoài cái chuyện đi xe nhiều? Mỗi lần đi chơi ấy, là trả tiền tự nhiên đâu cầm ra một xấp tiền vậy nè, cứ đi là thôi. Ghê vậy, nói tiền lẻ hay tiền chẳng mà một xấp. Em nói bà này bà đại gia. Thì ra sao nè, em mới biết được là lúc đó là cổ có một người bạn là giống như gửi tiền về đưa giùm cho người nhờ nhà. Em chuyển hộ á. Nhờ chuyển hộ á. Dạ, nhờ em chuyển hộ. À. Nhưng mà cái cảm nhận giờ là đại gia nó có là cái chất xúc tác để mà tình yêu tới lẹ không? Không, cái chất xúc tác đó là chỉ là bạn thôi. Ừ. Rồi xong rồi sau này là tới cái lúc mà em đi học quân sự, cực khổ nó học một tháng trời ở dưới quận 9 Bình Dương. Thì đó cứ cuối tuần là tự dưới Bình Tân chạy lên trên em rước em về. Rồi cái lần cuối cùng là vừa mổ mắt xong, chưa được 6 tiếng nữa, đem mấy kiến bay lên rước em về. Rồi là lúc đó em nói trời ơi, cô này tốt quá rồi. Bây giờ mà mình mà không có nắm bắt không mà để mất cô này là không biết kiếm được ai thương mình được như vậy nữa. Có cảm giác là giống như thương không là mẹ không? Rồi nhiều khi em thấy giống như mẹ, giống như trời ơi, chăm mẹ là chỉ có mẹ chăm con là được vậy thôi đó. Thế cái này là chỉ còn thiếu một chi tiết là đút cho ăn thôi. Ở có đút chứ là có luôn à? Đút được trời ơi, sao hay vậy? Đút mà đút bằng muỗng hay mớm? Nhiều khi muỗng nhiều khi mớm. Trời ơi, cưới thôi đúng không? Gặp tôi đúng rồi, cưới chứ là đúng không? Không bỏ được rồi. Bây giờ cưới chị nhau về đi, có còn chăm sóc và lo lắng như vậy không? Trời ơi, cho vợ giường vợ nói trước, cho đi. Em vạch mặt trước. Đúng rồi. Dạ, cưới ảnh về ha, em thấy ảnh ngày nào cũng giận, ngày nào cũng có chuyện, cái giận chuyện nhỏ cũng giận, chuyện to cũng giận. Con người hay giận. Dạ đúng rồi, nên là giận riết rồi em cũng mệt quá, em không có xin lỗi luôn, cũng không năn nỉ luôn. Nhưng mà anh có con anh biết nè, con dạ. Anh trong cái tuổi mà nó giận lên cái là nó nhảy rành rạch đó. Anh ấy có giống vậy không? Y chang vậy luôn. Trời ơi, có luôn hả? Chính thằng con lại con quá. Tiếc cho anh nghe coi. Nhiều khi đang đi chơi á mà có mỗi chuyện là chọn quán ăn hay là qua uống nước ở đâu thôi mà hai đứa mà không có thống nhất được là bắt đầu anh giận lên, nhảy xuống xe, đứng ngoài đường luôn vậy á. Mà đứng ngoài đường có dãy đành đạch không? Dạ không, chỉ đứng góc vậy á, xong rồi mình khều cái lẫy rồi vậy, khều bên này cái lẫy bên này. Tại sao vậy? Em không biết nữa, nếu như cái tánh của em giống như trong đầu em lúc nào cũng phải có một kịch bản vậy đó. Mà tự nhiên chặt đường ra kịch bản thì làm em tức lắm, không chịu được. Tới giờ vẫn vậy? Dạ. Cái tánh em như chở bánh tráng vậy á, đang giận 5 giây cái quay qua xin lỗi cái, không sao đi chơi. Rồi, giận là vợ năn nỉ, đúng dạ. Không? Dạ, mê game. Mà lười lắm, về nhà không bao giờ phụ em việc nhà đâu. Mấy ngày đầu tiên mới cưới á, em ở trên trường á, nhiều em đói bụng thì em nhắn tin cho ảnh là anh nấu cơm nhà anh đem lên. Là cả trường ai cũng ghen tị với em hết. Chỉ được có một lần thôi, sau đó là không bao giờ đụng vô nấu cơm hay gì hết. Vợ về là vợ phải làm hết. Rồi, con chồng tới phiên em, hãy kể cho anh nghe đi. Cô ấy sau khi cưới xong á, đi ăn thì giờ tới em trả tiền. Rồi xong rồi bắt đầu cổ giống như là không có theo cái đường dây của em, kịch bản của em nữa. Nó cứ đi chớt chớt qua. Vậy phải không? Sao cô nói mỗi lần em giận lên là cô phải năn nỉ? Giống như là em trong đầu suy nghĩ là vừa làm về mở cửa vô là vợ nhảy lên ôm hay ôi chồng anh mới về rồi các kiểu, xong chuẩn bị ăn cơm nha anh, tắm rửa đồ đi. Mới về mở cửa ra cái mặt trầm bực. Anh mới về, trời em bực giận, không nói năng gì hết. Rồi biết giận mà bà không hiểu là em giận cái gì. Nhiều khi em tức lắm, em giận mà em phải nói ê anh đang giận cái này, xong rồi quay qua giận tiếp thì bà cổ mới biết cổ xin lỗi. Chứ còn không là im luôn, là tự nhiên cũng không biết em lỗi gì vậy anh. Rồi sai kịch bản của mình tính trước. Đúng rồi, đúng chưa? Đúng rồi, khó chịu. Anh muốn hỏi có khi nào mà bà tức quá không em năn nỉ luôn? Có chứ, cương lên luôn. Cái em giả bộ là thôi chia tay đi. Bà nói đưa lương đây tôi ký. Em bực mình quá, xách vỏ thôi anh đi, em ở đây một mình đi. Em bắt đầu chạy ra đóng cửa khóa chốt lại. Em tưởng tao giết em hay sao chứ. Thấy cửa cái cốt đứng dậy như nè, mà tướng đứng cái là hết cái cửa rồi đó. Là em cũng không cần khóa chốt đâu ra được đâu. Xong rồi cái ôm em lại cứng ngắc lại luôn. Thôi anh đừng có đi, em xin lỗi rồi mà. Rồi xong, em giận hết liền. Là hết liền luôn. Hết liền luôn. Rồi em, cái cảm giác của em tới giờ phút này á, thì đây vẫn giống như một người mẹ bảo bọc cho em không? Có bị la, bị mắng, bị đánh đòn không? Không, em thì không có bị la mắng, đánh đòn đâu. Chắc ngược lại. Ngược lại là em la vợ hả? Dạ, ví dụ như mỗi lần mà em làm gì sai á, cổ lên lớp em nha. Anh ấy không được như vậy, anh không được như vậy. Làm mầm cái ngày. Xong rồi các em giận, lẽ hồi bạn sẽ xin lỗi em. Đó thì vẫn là nhất. Hỏi gì còn tôi đoán, nha. Dạ. Có khi nào mà em giận quá, xin lỗi cũng không chịu tha luôn, bắt nằm xuống quánh không? Có chứ, tốt lắm. Bị lần rồi. Có luôn hả? Em bị một lần. Sao kể nghe coi. Thì hôm đó cũng giận quá, xong rồi sáng hôm sau anh về bắt đầu á, anh thấy em xuống nước với ảnh rồi, cái anh kêu em lại anh nói, xong bắt đầu đòi là em phải nằm xuống cho ảnh đánh một roi cho hết tức. Vậy dạ. Cứ là nằm sấp xuống cho chồng đánh á. Dạ.
đánh trời, mình gì? Cảm thấy mình cũng lấy có lỗi gì cho lấy cái đũa em đánh vô mông mà mới đánh nhẹ xuống cái tự nhiên nước mắt phải chảy rồi. Cái em nói trời ơi bộ mình đánh mạnh lắm hả ta, thôi chết rồi, nó mạnh quá không được. Cái là ôm thôi xin lỗi mà không có gì, thôi vợ chồng mình thịt nay ấy lại nha em nè. Bây giờ anh hỏi em nè, vợ em còn cái tật gì nữa không? Tật thì cũng nhiều mà em bực mình nhất cái là giống như vợ chồng á, thì em là em thích gần gũi, em thích giống như gọi là nâng niu âu yếm vậy đó. Nhưng mà vợ em thì bị nhột, đụng đâu cũng nhột. Phải không? Đụng thứ coi. Nhiều lần thấy em vậy đó, cái cũng ráng cho em ôm em vuốt ve đồ các kiểu, xong rồi đó họ thấy chịu không nổi nữa, nước mắt chảy ra luôn rồi em thôi từ nay anh không có chọc lét anh nữa. Em có bị hụt hứng không? Cũng hụt hẫng lắm, nhiều lúc buồn lắm. Nó chắc cô ấy không yêu mình hay sao á. Đó nghe anh Thuận hỏi bậy thế này hỏi đi. Hỏi nè. Dạ. Vậy cái đêm tân hôn á. Thì mình làm việc một cửa ra chứ mình đừng đi vòng vòng nhiều quá. Nhưng mà cuộc đời này đôi khi á, chúng ta phải đi vòng vòng rồi bước vô cửa được. Đi vòng vòng là bị cấm giận luôn, khỏi vô cửa luôn đó. Cho nên mình phải biết hôn xíu. Đúng không? Nhưng mà ví dụ như hai vợ chồng uống cà phê hay là đi coi phim gì đó, chồng ôm rồi chồng nựng này cái nọ là em không chịu nổi con nhột. Cái đó đi ngoài đường là càng không luôn. Vậy đó hả? Em giống như em bị dụ theo từng cấp bậc đó chị. Giống như hồi mới quen không ở quán cà phê này nọ thì nó hoa anh em giáo viên mà lỡ phụ huynh em thấy thì kỳ. Rồi xong rồi cái về nhà cổ á thì nó anh tránh xa đi, ba má em thấy mắt con kỳ muốn cưới đi. Rồi em bị dụ thằng chồng nó mà cưới xong về thôi em nhột quá anh ơi. Rồi không khẽ luôn, nghĩ khẽ. Không luôn, thấy mặt em đáng thương là chị hiểu. Trời ơi. Rồi thì giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Thì vợ em cái gì cũng được hết rồi, thì chỉ còn có cái đó là nhột thôi. Rồi còn em sao? Em cũng mong muốn anh thay đổi là bớt ham chơi lại, bớt mê game lại, chịu lắng nghe em nhiều hơn. Mà anh mỗi lần em nói là anh giận, không bao giờ chịu lắng nghe em hết. Sao vậy? Bộ nói không đúng hả? Cái cách nói của bà nó khó chịu lắm cô dân, giống như gọi là người ta nó gọi là móc câu á. Chứ cổ không có đi với vấn đề như bình thường. Mà em tức cổ không tin đó là móc câu, em tức em đưa cho bạn bè em coi. Mà ai cũng chịu, mà không một mình cổ là không chịu thôi. Cổ không thừa nhận đó mà, là móc câu. Đúng rồi, mà cái tánh của em là rất là bị dễ kích thích bởi những cái móc câu đó lắm. Cho nên chỉ cần đụng câu là em đã khó chịu, sao mà vô vấn đề nói chuyện với nhau được, đúng không? Em xin đính chính lại là tại vì mỗi lần mà em muốn nói với ảnh đến một cái quan điểm gì đó là em biết là anh sắp làm cái đó là sẽ sai đó, sẽ gặp rắc rối như vậy đó, nhưng mà ảnh không bao giờ em nghe. Em vẫn để cho anh làm, anh làm sao anh gặp rắc rối. Xong em mới lấy cái ví dụ đó là anh đó, anh coi là anh đi đó, anh vừa mới mất cái đó đó, anh vừa mới mất cái đó. Móc đâu. Không phải. Cái tánh của em giống như là em biết cái đó sai đi, mà ví dụ như nói đàng hoàng thì em chịu. Mà giống như cứ nhai hoài là em ghét, em không thèm sửa. Em làm tiếp cái đó nữa, em làm cho bỏ tức. Rồi. Chị thấy vậy, nếu mà chồng đã nói như vậy rồi á thì vợ thử hôm nào á góp ý một vấn đề nhẹ nhàng say đắm, thậm chí trong lúc góp ý á, có thể nắm tay em chủ động trước đi. Em đừng cho chồng, tại mình bị cái bệnh nhột giờ mình là người chủ động nắm tay chồng rồi vuốt ve chồng trước đi, rồi á tự nhiên lúc nào đó cái cộng hưởng á tự nhiên chồng vuốt lại mà mình không có cảm nhận là chồng đang vuốt thì nó sẽ quên cái nhột đi. Tại hầu như là tụi em bị dớp thôi, nó bị một cái giống như nó cứ bị em, rồi em thì khóa vuốt lắm mà. Không, thì bây giờ chị nói giờ thử, hiểu không? Rồi từ từ em cũng đừng có vuốt lại liền, em cứ từ từ để luyện với cổ đi. Có con chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Rồi còn em bé nó còn bú mẹ nữa rồi còn nhột cỡ nào? Không lẽ không cho con măm măm đúng không? Dạ. Rồi, xin chúc hai em mau chóng có tin vui. Và em phải luyện làm sao để cho cô ấy phải hết nhột. Dạ. Rồi, cảm ơn hai em. Dạ, cảm ơn hai em nha. Bạn là bạn muốn 5 năm, tại vì là nam nữ bình đẳng. Anh là đàn ông trụ cột thì em muốn anh nhiều hơn là 7-3, 6-4.